Thưa quý vị và các bạn, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định triệu tập kỳ họp thứ 9 chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 để giải quyết công việc phát sinh theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo đó, tại kỳ họp sẽ xem xét quyết định các nội dung về tờ trình về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương, tờ trình về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân sách địa phương, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội dùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2030 giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025, tờ trình về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh An Giang, tờ trình về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh An Giang tờ trình về quyết định chủ trương đầu tư giãn nhóm B và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư giãn nhóm B sử dụng vốn đầu tư công, tờ trình về việc phân bổ kế hoạch vốn năm 2022, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội dùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2030 giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025. Tờ trình về việc phân bổ kế hoạch vốn năm 2022, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh, tờ trình về việc phân bổ kế hoạch vốn năm 2022, nguồn ngân sách Trung ương và nguồn ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh An Giang. Theo quyết định triệu tập kỳ họp, kỳ họp thứ 9 chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 8 năm 2022 tại hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh.